Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Rồi, hôm nay thì em sẽ lên cho anh em video này là video số 142 anh em. Đó, kỳ 142 thì em lên cho anh em tổng cộng là 27 mã nha. Rồi, hôm nay là hàng Nhật chiếm khoảng chừng 90 chín mấy trăm luôn anh em. Đa số là hàng Nhật không ha. Thì hôm nay có lên cho anh em mấy cái máy nhỏ nè, cho anh em câu tôm, câu mè, câu mực rồi ha. Đó, rồi mấy cái máy cho anh câu lua nè. Như con này con Thái Lan nè, Ikushima này anh em. Con máy cổ, con này là Gilby máy cổ. Đó, đây qua đó, hàng kim loại gia băng đây, có nông mua này, mua bên chết này anh em, có nông bên chết ha. Đó, hai con đây qua Taiwan đó, carbon cho anh em. Rồi con này là con đây qua SS, mấy con máy ngang tay phải này anh em. Đó, con này là con Viking ha. Rồi thì video hôm nay là một mã là em sẽ phí ship là 30.000 anh em, một mã phí ship là 30, hai mã là em bao ship cho anh em. Rồi anh em chú ý rõ nha, một mã phí ship 30, hai mã bao ship. Rồi số điện thoại chốt đơn, số điện thoại chốt đơn bên em là Đồ Câu Phi Nguyễn anh em. Zalo cộng số điện thoại của em là 0779674370. Rồi anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp, gọi trực tiếp số này cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Em không nhận chốt trên Zalo nha anh em. Đó, thì nhầm khi là địa chỉ anh em gửi Zalo là em không thấy, anh em không hiện địa chỉ trên Zalo, anh em có chốt thì anh em gọi trực tiếp số này cho em hoặc là em nhắn tin qua Zalo số này cho em. Em không nhận chốt qua Zalo, không nhận chốt qua bình luận trên YouTube, YouTube nha anh em. Em chú ý kỹ giùm em nha. Rồi thì mã số đầu tiên cho anh em. Rồi lên cho anh em mã đầu tiên đây. Rồi con này là con một con Ryobi anh em, con Ryobi mini nha. Ryobi mini thì con này size máy là size 700 anh em. Size máy là size 700. Thì con này cước số 3 anh em vô 70 m, cước số 2 anh em vô 100, cước số 1.5 là anh em sẽ vô 130. Đó. Con này toàn thân nó carbon hết nha anh em. Toàn thân nó carbon hết á. Đó, một con Ryobi Carbon Master Ryobi Gato là 4.1 anh em, Gato máy là 4.1 đó, một con Ryobi. Rồi lăn cước là lăn cước đá sứ nè, gạt đây, gạt rất là tốt, mô bin đây nè, mô bin sống lưới gạt kêu tốt cho anh em nha. Đó, ta quay là ta quay gặp lại, ta quay anh em thay đổi trái phải được, máy chạy bật đạn cho anh em, quay một chiều có tiếng kêu cho anh em nha. Máy quay một chiều có tiếng kêu cho anh em, chế độ hai chiều cho anh em đây. Đó. Rồi, tay quay. Máy hoạt động ngon lành anh em. Con mã số là mã số 1 anh em. 250.000 cho anh em, ngoại hình còn rất đẹp nha. Ngoại hình máy còn rất đẹp nha anh em, 250.000 cho anh em nha. Rồi, mã số 1, 250.000. Tiếp theo, mã số 2. Tiếp tục là một con carbon anh em. Con này cũng là con Ryobi, con này Ryobi size 2000 nha. Đó, con này ngoại hình còn cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Như là trong hộp mới ra luôn nè. Con này là một con Ryobi Carbowin DX 2000. Đó, có hình cánh chim cho anh em nha anh em. Chất liệu và carbon hết nha. Đó, carbon bull đây. Đó, ngoại hình máy rất là đẹp, lăn đá sứ rồi cho anh em luôn. Thì con này thông số cho anh em nha. Gato máy 1.5.1, cước số 4 anh em vô 120, cước số 3 anh em vô 170, cước số 2 anh em vô 230. Thì size thật của máy này là size 3000 nha anh em, size thật của máy tương đương 3000. Gạt, nói chung là máy là ok nè, còn rất là mới. Máy quay một chiều tiếng kêu cho anh em nha, chế độ hai chiều cho anh em đây, rất là im mượt cho anh em. Con Ryobi nè, rất là mới ha. Mobin đây nè, mobin sống với gà kêu tốt cho anh em nha. Lăn cước đá sứ cho anh em. Tổng thể ngoại hình tay quay như là tay quay gặp anh em. Đây, tay quay dặn gặp cho anh em luôn, rất là tiện lợi ha. Bung ra tự siết cho anh em. Anh em đi câu lô con này cũng được nè. Anh em đi câu câu lăn xê, cá làm cá mè, cá chép đồ anh em. Đi câu con mè, con mực đồ cũng ok, con tôm ok. Con này rất là dễ chơi. Rồi con này mã số là mã số 2 anh em. Mã số 2 con này em bán cho anh em giá là 350.000 nha. 350 anh em, mã số 2 giá 350.000. Giá 350.000, Gato 5.1 luôn anh em, Gato rất là cao ha. Mã số 2 giá 350.000 cho anh em. Tiếp theo, mã số 3 cho anh em. Mã số 3 này thì con này còn bao còn cái túi Olympic của nó nha anh em. Con này còn cái túi Olympic của nó.
đợi em xíu nè. Đây, cái con này thì còn cái túi Olympic của nó nha. Đó. Còn cái túi Olympic của nó luôn. Đó, con này cũng carbon đây anh em. Cái carbon spool này, cái cối là một carbon nè. Đó. Thân là thân kim loại cho anh em nè, cái thân kim loại nè. Con này con made in Japan cho anh em luôn. Đó, máy quay rất là ngon anh em, rất là nhẹ mượt luôn. Hôm nay mấy cái máy nhỏ nhỏ này thì nó khá là đẹp đó nè. Thông số, cước số 4 là anh em sẽ vô 80m, cước số 3 anh em vô 115 nha, cước số 2 anh em vô 170. Con này xe máy 2000 cho anh em nha anh em. Xe máy 2000 cho anh em. Đó, mua bên sống gà tốt đây. Gạt rất tốt luôn. Đó, cối là cối carbon cho anh em, thân kim loại, ta quay kim loại, lăn cước đây anh em, rất là sáng đẹp. Máy này gato cũng cao đó anh em. Quay rất là nhẹ mượt ha. Chế độ hai chiều cho anh em đây. Nó còn cái túi Olympic đi theo nha anh em. Đây, nó có bị chốc sơn một vài chỗ nè. Một chỗ này, chốc sơn chỗ này cho anh em. Đó, anh em xem kỹ ngoài hình giúp em nha. Và để em đổi gato máy cho anh em. 1 2 3 Gato 3.8 anh em ơi, gato máy là 3.8 nha. Rồi. Cối carbon, thân kim loại, tao quay kim loại, xe máy 2 ngang. Con này mã số là mã số 3 anh em, bán cho anh em con này giá là 300 nha. 300.000. 300.000 cái máy này nha anh em, mã số 3. Giá là 300 cho anh em. Rồi, tiếp theo mã số 4 cho anh em. Mã số 4 là lên cho anh em con này là một con Daiwa đuôi chuột anh em. Con Daiwa nha. Con này là carbobin GS800. Đó. Thân cấu đó là bằng carbon nha anh em. Tao quay là tao quay kim loại cho anh em đây. Đó, tao quay gặp cho anh em. Đó. Xiết pin lại anh em. Này em xả hơi lỏng. Đây, xiết pin lại tiếng lưỡi gà kêu nha anh em. Đó. Gạt. Ok. Lăn cước đá sứ cho anh em nha. Rồi con này thông số, con này có chạy bạc đạn cho anh em đây. Rồi thông số của máy đây anh em. Cước số 2 là anh em siêu 230, cước số 3 anh em vô 160, cước số 4 anh em vô 110m. Con này xe máy xe 3000 anh em. Xe máy xe 3000, chốt chặn tốt đây. Mô pin sống nó gà kêu tốt cho anh em siết của pin siết đu chuột lại giùm em nha. Con Daiwa carbobin. Xe máy tương đương 3000, chế độ 2 chiều cho anh em đây. Một chiều chốt chặn. Nút buôn mở cối anh em nhấn này nha. Đó, anh em để vô anh em kia cái cốc rồi vô nha. Rồi, vậy là vô đó anh em. Xả một pin ra đây. Rồi con này xe máy tương đương 3000, gato của máy anh em. 1 2 3 4 4.5 5 chấm, gato máy 5 chấm anh em. Gato máy này 5 chấm nha. Tay quay anh em thay đổi trái phải được ngoại hình của máy đây anh em. Xem kỹ ngoại hình của máy nha. Rồi con này mã số là mã số 4 anh em. Bán cho anh em con này giá là 280 nha. 280 mã số 4. 280. Anh em thông cảm nha. Bữa nay trời mưa anh em. Bữa nay quay ban ngày ha. Đó, trời nó mưa. Bữa nào quay ban ngày này trời mưa. Có gì anh em thông cảm, em nói hơi lớn á. Rồi con này con mã số là mã số 5 đây anh em. Mã số 5 nha. Con này là một con Zetter nè. Con này của Thái Lan. Con này thì cực kỳ khỏe luôn nè. Nó bị mẻ một tí cái giò này nha nè. Đây anh em xem kỹ nè. Một tí cái giò thôi. Vô cần anh em vô thoải mái. Không có sợ gì hết. Em vô cần nhỏ cho anh em coi thử nè. Cây cần này cần rút mini nè. Để em vô máy này cho anh em coi thử. Nó vô rất là sâu luôn. Anh em không... Nè. Nó vô rất là sâu luôn ha. Nó mẻ như vậy đó. Chỉ nó không có vấn đề gì đâu anh em. Nó không ảnh hưởng tí nào đâu. Đây. Em vô cần rút mini phíp nhỏ nè. Đó. Cho nên cái này anh em yên tâm ha, sẵn vô quay luôn. Đó, máy quay rất là nhẹ mượt cho anh em, có ABS đồ cho anh em đây. ABS đồ đầy đủ nha. Đó. Tao quay là tao quay gặp anh em. Con này có kim loại, thân carbon, tao quay kim loại nha. Cái gạt cước của nó rất là to nè anh em. Đó, hoặc rất là tốt cho anh em luôn. Nè, con ốc xiết nè, dòng Thái Lan là dòng rất là khỏe nha anh em, anh em đi câu lô rất là khỏe luôn. Thông số của máy đây nè.
Cước số 2 anh em dương 150, cước số 3 anh em dương 100m, cước số 4 anh em vô 70m nha. Con này là size máy là size 2000 cho anh em, setter size 2000, ABS đầy đủ cho anh em luôn. Mô hình nó có chạy xước nha anh em, xem kỹ mô hình giúp em nha. Đó, setter. Máy của Thái Lan anh em, dòng này mấy dòng này cực kỳ khỏe luôn. Em tháo ra. Đó. Tay quay anh em thay đổi trái phải được nha, ABS đầy đủ cho anh em đây. Máy quay ngon, nhẹ mượt cho anh em ha. Chế độ hai chiều đây. Máy quay đầm lắm anh em. Đầm lắm. Rất là đầm luôn. Mô bin đây anh em. Mô bin sống lưỡi gà kêu lên đây nè. Đó, lưỡi gà kêu tốt nha. Gato máy. Điểm đo gato cho anh em. 1 2 3 4. Gato máy này tầm 4.6 4.8 anh em. Rồi con này mã số là mã số 5 anh em. Rồi mã số 5 con này bán cho anh em giá 350 nha. 350 bản số 5. Mã số 5 giá 350. Rất là khỏe, anh em nào mà có xài dòng này rồi nên biết rất là khỏe luôn. Đảm bảo cho anh em rất là khỏe luôn. Mã số 5 350. Rồi tiếp theo mã số 6 nha. Mã số 6 đây. Con này là lên cho anh em con Ekushima nha. Con này là hàng da băng nha anh em. Đó, con Ekushima cho anh em. Con này là một con máy của hãng Ryobi anh em. Con máy của hãng Ryobi. Ekushima 1000 ZM. Thông số gato máy là 5.1 anh em. Máy chạy 3 bạc đạn cho anh em đây. Máy chạy 3 bạc đạn cho anh em. Đó. Cái thông số của máy nha anh em. Cước số 2 anh em vô 150, cước số 3 anh em vô 100m, cước số 4 anh em vô 80m nha. Con này size máy size thật 2000. Size thật size 2000, núm tao quay núm gỗ cho anh em. Đó, tao quay có bị bung sơn một xíu nha. Cối là cối kim loại cho anh em đây. Mô bin sống gạt kêu tốt. Gạt ok. Lăng cước đồng thao sáng đẹp cho anh em nha. Mô hình máy cũng còn tương đối nha anh em, tương đối. Máy quay đây. Ok, nhẹ mượt cho anh em. Chốt chặn. Con này không ABS nha anh em. Máy không ABS cho anh em. Máy quay rất là nhẹ mượt cho anh em. Con này anh em xách lua được nha. Cấu kim loại, thân carbon tao quay kim loại, tao quay gặp. Ekushima XS anh em. Hàng này hàng Nhật cho anh em ha. Dòng Ekushima này cũng ok. Con này con mã số là mã số 6 anh em. Mã số 6 gato máy 5.1 nha, xe máy 2000, máy chạy 3 bạc đạn, cấu kim loại, thân carbon tao quay kim loại. Con máy này mã số 6 bán cho anh em giá 350 nha. 350 mã số 6. Mã số 6 350. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 lên cho anh em con này là một con máy của Ryobi anh em. Ryobi 277. Con máy này dòng đời cổ rất là cổ rồi nha anh em. Ryobi rất là cổ rồi. Máy có chạy bạc đạn cho anh em đây. Đó. Con máy này cũng như mấy cái con Diamond cổ anh em. Anh em gài mấy con Diamond, mấy con Ruby rồi anh em. Anh em gài đây nó sẽ gài vô đây nha. Đó, anh em không bật xuống được nha. Quay tự động bật xuống đây. Anh em quay tự động bật xuống. Đó. Nút buôn mở cối đây nè. Nhấn vô mở cối ra nha. Đè vô. Con này có cốt trợ lực nha nè. Máy này cốt trợ lực rất là to luôn. Đó, cốt trợ lực nó đây nè. Nó bị kẹt ra đây rồi, chỉ chưa vô khớp anh nè. Rồi mô bin sống lưỡi gà kêu nha anh em đây.
Đó. Anh em xả, anh em bật lại mua pin ngược là không được nha, anh em xả xả chiều tới vậy thôi. Ví dụ như anh em xả mua pin ra đây, để em xả thử cái dây cho anh em coi. Đó. Khi con cá nó chạy này anh em, đó. Anh em xả mua pin ra hướng này nó sẽ kêu cái tiếng lưỡi gà cho anh em nha. Rồi chốt chặn đây nè, tao quay anh em thay đổi trái phải được nha. Con này xe máy nó tương đương tầm 1.000-2.000 á nè, nó tầm 1.000-2.000 á, nó tầm 2.000 á nè, con này xe máy tầm 2.000. Tao quay anh em thay đổi trái phải được, chế độ hai chiều đây. Nói chung con máy này hoạt động ok nè. Gato của máy 1, 2, 3, 4, ra tô máy tầm 4.2, 4.3 nè. Rồi con này mã số là mã số 7 anh em. Rồi mã số 7 con này để cho anh em giá là 350 anh em, 350.000, 350. Mã số là mã số 7, giá là 350.000 cho anh em. Con máy này có hơi bị xào nhẹ một tí nha anh em nghe nè. Đó, nó có hơi bị xào nhẹ một tí nha. Nói chung là không ảnh hưởng nhiều đâu. Xào rất là nhẹ luôn. Mã số 7 giá 350. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 lên cho anh em con Daiwa Jupiter Z3500T, máy chạy 3 bạc đạn anh em. Đó, máy chạy 3 bạc đạn nha. Con Daiwa này là con Daiwa size của nó là thông số cước đây nè. Thông số cước là cước số 4 anh em vô 200 nha, cước số 5 anh em vô 150, cước số 6 anh em vô 120. Con máy này size nè, thật là size 5.000. Con máy này là dòng Made in China nè, dòng Made in China nha. Có kim loại đây. Thân carbon, tao quay kim loại cho anh em. Máy quay một chiều có tiếng kêu cho anh em nha. Đó, máy quay rất là nhẹ mượt anh em. Cái dòng máy này chạy 3 bạc đạn thì rất mượt nha. Máy quay một chiều có tiếng kêu, mô pin anh em, nguyên sóng lưỡi gà tốt, gạt tốt, lăn cước sáng đẹp cho anh em, dòng Made in China cho anh em, chế độ hai chiều đây anh em, máy chạy đây 3 bạc đạn nha, đây để 3 bên bùn đây, dòng Daiwa, tao quay là tao quay gặp anh em, tao quay anh em thay đổi trái phải được nha. Rồi size máy 5.000 anh em, ra tô máy 1, 2, 3, 4, 5, ra tô 5 chấm luôn anh em, ra tô cao nha. Rồi ngoại hình máy đây anh em, còn tư đó là sáng nha. Con này mã số là mã số 8 anh em, 300.000, giá 300.000 cho anh em. Mã số 8 giá 300.000 cho anh em, giá 300.000 cho anh em mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 lên cho em con Daiwa Winter ST 1000. Đó, máy full kim loại. Hàng là hàng da băng. Máy full kim loại, hàng da băng anh em. Tao quay là tao quay gặp nha. Anh em dặn ra gặp tao quay lại đây. Đó anh em siết vô là câu. Máy quay một chiều có tiếng kêu nha anh em, tiếng kêu rất là nhỏ luôn. Tiếng kêu rất là nhỏ nha. Mô bên sóng lưỡi gà kêu tốt anh em. Trời mưa sợ anh em không nghe rõ ha. Gạt tốt, lăn cước sáng đẹp cho anh em. Đó, máy full kim loại cho anh em. Thông số của máy đây anh em. Con này thông số đây, cước số 6 anh em vô 150, cước số 5 anh em vô 108, cước số 4 anh em vô 203. Thì con máy này size máy tương đương là khoảng 5.500 cho anh em nha. Xe này nó tương đương 5.500 cho anh em. Chế độ 2 chiều. 1 chiều đây nè, chốt chặn. Rồi, con máy này mã số là mã số 9 cho anh em. Mã số 9 cho anh em. Ra tô máy đây nè, 1, 2, 3, 4, ra tô máy tầm 3.8, 4 chấm nha nè, 3.8, 4 chấm.
mã số là mã số 10, giá con này 300 cho anh em. Mã số 9 anh em, mã số 9 giá 300 cho anh em, con này mã số 9 giá là 300.000 cho anh em. Tiếp theo mã số là mã số 10, lên cho anh em con này là một con Daiwa Gigan 3500T. Rồi con này mã in da băng cho anh em nha. Cước số 6 120, cước số 5 150, cước số 4 200. Mô bin sóng lưới gà tốt, gạt gấp tốt cho anh em, lăn cước sáng đẹp. Ngoại hình đây anh em, có chạy phần này nha. Con máy này có chạy bạc đạn cho anh em đây. Rồi máy quay đây anh em, một chiều có tiếng kêu cho anh em nha. Máy quay rất là nhẹ mượt cho anh em, rất là nhẹ mượt cho anh em luôn. Chế độ hai chiều cho anh em đây, máy quay rất là nhẹ mượt luôn em con này. Đi ta quay rồi, ta quay gặp anh em. Con này xe máy thông số đây, cước số 4 200, cước số 5 lận 150, cước số 6 120. Con này xe máy xe thật 5.000 anh em, xe thật của máy 5.000 cho anh em. Ngoại hình máy xem kỹ ngoại hình giúp em nha anh em, nó chung nó cũng còn hơi khá là sáng máy cho anh em ha. Chạy mọi đây, chạy ở đây đó, rất là sáng máy. Rồi ra tô máy anh em, 1 2 3 4, ra tô máy 4.5 anh em, ra tô máy 4.5 nha. Con này mã số 10, mã số 10 con để cho anh em giá là 350.000 anh em, 350.000 con mã số 10 này. Ngoại hình nó hơi chạy tí, con này ngoại hình đẹp, có giá hơi chạy, em bán giá cho anh em vừa phải cho anh em chơi nha. Mã số 10 giá 350. Mã số 11 lên cho anh em con John Cutter IC 1500 nha. Con hàng này mã in da băng cho anh em đây, có nó có carbon thân kim loại, tôi kim loại cho anh em nha. Đó, hàng Ryobi nè, Ryobi da băng. Con này thông số của nó đây nè, thông số là cước số 6 anh em vô 150, cước số 5 anh em vô 180 nha, cước số 4 anh em vô 203. Xe máy tương đương 6.000 cho anh em, máy quay cực kỳ nhẹ mượt cho anh em luôn. Một hình nó có xấu nhưng mà con này quay rất là nhẹ mượt cho anh em đó nè. Anh em xem một chiều có tiếng kêu ha. Mô bin đây, gạt lăn cước đá sứ cho anh em luôn. Mô hình có chạy xước nhưng mà máy quay rất là mượt, chế độ hai chiều mượt phải nói luôn. Ta quay là ta quay gặp anh em. Đó, ga tô máy đây nè, 1 2 3, 3.5 ra tô máy 3.5 anh em. Mã số con này mã số 11, để cho anh em con này giá 280 anh em. Mã 11 giá 280, mã 11 giá 280. Mã 12 lên cho anh em con này là một con Shimano anh em, con Shimano MidZ 800 nha. Ga tô máy 3.4, con máy này full kim loại, dòng Shimano MidZ anh em, in da băng, lăn cước sáng đẹp đây. Gạt mô bên sóng lưới gà kêu tốt cho anh em. Rồi máy quay rất là nhẹ mượt, con máy thì mắc bên tem bên đây nha, đây mắc bên tem giống như đây qua MidZ này nè, của Shimano MidZ này nè, mắc bên tem bên đây. Rồi còn lại máy hoạt động ok, rất là nhẹ mượt. Con máy thông số nè, cước số 5.7, cước số 4 200, cước số 3 là 320. Con máy này size tương đương 5.000 cho nè, size máy 5.000, rất là mượt anh em, rất là mượt luôn. Ta quay gặp chế độ hai chiều đây, máy quay rất là mượt luôn anh em, có sáng chân ha, chỉ mất cái tem này thôi, còn lại là ok hết cho nè.
size máy 5000, mã số là mã số 12. 12 con này để cho anh em giá là 300 nha. 300.000 con 12 nè. Mắc bên tem nha anh em, chú ý kỹ giùm em là mắc bên tem nha. Anh em là không quan trọng cái tem đó, lấy em về em câu, rất là ngon. 12 300. Tiếp theo mã 13. 13 lên cho anh em con này là con cối nông anh em. Cối nông mô bin là mô bin chết nha. Rồi con này là con Shimano anh em. Con Shimano. Để em coi coi, Shimano Titanos Aero anh em. Máy này chạy 2 tiếp nha, máy 5000. Đó, cối nông mô bin chết. Carbon đây anh em. Đó, carbon titanium nha. Thân cối là bằng carbon anh em. Tao quay là tao quay kim loại nha. Để em coi thông số. Aero ES 5000 đây, hãng Shimano. Con này hàng made in da băng cho anh em nha. Hàng da băng cho anh em đây. Đây, hàng da băng cho anh em đây. Đó. Cái thông số đây, để em kiếm cái thông số. Gato máy là 3.8 anh em. Gato máy 3.8. Cái thông số dây. Cái này là cước số 3 anh em vô 200m, cước số 2 anh em vô 300 nha. Đó. Cối nông, mô bin không xả được nha anh em. Máy hoạt động đây. Hoạt động ok cho anh em. Chốt chặn. Hai chiều. Con này Shimano. Ngoại hình máy đây anh em. Lăn cước sáng đẹp cho anh em, gạt cước đây. Gạt cước ngon. Rồi, một con Shimano 5000. Tao quay là tao quay gặp anh em. Đó, anh em dẫn ra gặp tao quay lại nha. Đây, anh em dẫn đây, anh em dẫn ra đây. Đó, dẫn ra gặp tao quay lại. Đó, anh em câu anh em siết vô. Máy quay ngon anh em, ngon lành. Con này mã số là mã số 13 anh em. 13, con này để cho anh em giá 300 nha. 13 bán cho anh em con này giá 300. Rồi, tiếp theo mã 14. Tiếp tục cối nông cho anh em. Con này là con cối nông Super Aero GT 5000 anh em. Con này thì size nó khoảng chừng 12 13.000, rất là to luôn. Rồi, con này là thông số đây, cước số 5 anh em vô 200 nè. Đó, cước số 5 anh em vô 200 ha. Bundia 63.5 mm. Con này chạy 5 tiếp cho anh em nha, máy 5 tiếp. Super Aero dòng Titanos đây. Carbon. Đây, thân có là carbon đây anh em. Gato máy 3.8 anh em. Gato máy 3.8, con này cũng gọi là có 5 mô bin chết nha, anh em không xả mô bin được nha. Đó, anh em không xả mô bin được. Đó, máy hoạt động đó anh em. Chốt chặn đây. Tay quay anh em thay đổi trái phải được. Chế độ hai chiều cho anh em. Hàng da băng nha anh em, hàng da băng. Rồi thông số của nó là cước số 5 anh em vô 200 đó nha anh em. Cước số 5 anh em vô 200, máy 5 tiếp. Lăn cước sáng đẹp cho anh em, gạt cước ngon lành. Một hình máy thì cũng còn khá là đẹp anh em. Còn khá là sáng ha. Rồi, con này mã số là mã số 14 anh em. Giá con này là 350, 350.000 cho anh em mã 14. 350.000 cho anh em. 350.000 cho anh em mã 14 nha. Rồi, mã 14 350. Tiếp theo mã 15 anh em. 15 lên cho anh em con này một con Daiwa anh em. Một con Daiwa. Con Daiwa da băng nha. Con này cũng có nông mua bên chết cho anh em luôn nha. Có nông mua bên chết luôn. Con này là một con Daiwa long cách bull. Máy cũng 5 tiếp đây anh em. Con này thông số đây, cước số 5 anh em vô 200 nha. Cước số 6 anh em vô 160, nó cũng thông số nó cũng bằng con đó đó. Máy quay một chiều có tiếng kêu cho anh em đây anh em. Một chiều có tiếng kêu nha, tiếng kêu rất là giòn, rất là nhẹ anh em, không phải tiếng kêu gắt như mấy cái máy hơi dòng Olympic được cổ nha. Tiếng kêu rất là nhẹ giòn, rất là nhẹ.
Rồi, con này mua pin chết nha anh em, không xả mua pin được nha. Lăn cước, lăn đá sứ đây. Gạt cước, ngon lành cho anh em. Tay quay là tay quay gập. Tay quay anh em thay đổi trái phải được, chế độ hai chiều cho anh em đây. Gato máy 5.1, con này gato cao nha anh em. Gato máy 5.1. Gato cao cho anh em. Rồi, không xả mua pin được. Lăn cước sáng, lăn cước đá sứ cho anh em đây. Mô hình máy đây anh em. Xem kỹ mô hình máy giúp em nha. Rồi, cũng còn khá khá là ok nha anh em. Chạy một hai chỗ đó. Rồi, con này mã số là mã số 15 anh em. 15, con này để cho anh em giá 400 nha. Giá 400 anh em. 15 giá 400. Rồi, tiếp theo lên mã 16 cho anh em. Mã 16 tiếp tục là một con có nông nha em. Con này là một con có nông Super Aero đây, cũng 5.000 cho anh em luôn. Nó thông số thì con này là hai tiếp nha anh em. Cước số 2 anh em vô 200, cước số 3 anh em vô 2, cước số 2 anh em vô 300 nha, cước số 3 anh em vô 200m. Đó, con này cũng dòng da băng luôn, Super Aero cho anh em luôn. Con này của hãng Shimano luôn nha anh em. Của hãng Shimano cho anh em luôn. Lăn cước sáng đẹp cho anh em đây. Kìa, ngon lành. Cối nông mua pin chết luôn nha anh em. Không xả mua pin được nha. Trong máy này dây tầm dây 1.5 mấy nè. 1.5, dây bia 1.5. Chốt chặn đây nè. Chế độ 2 chiều. Ta quay anh em thay đổi trái phải được. Đó. Con này thì cũng thân xác là cũng dòng giống mấy con hai con này nè, cũng khá là to á. Size thực cũng tầm 12.000, cỡ 12.000. Mô pin chết nha anh em, không xả mô pin được nha. Chú ý giúp em mấy cái này nha. Không xả mô pin được, ngoại hình của máy đây anh em. Này Shimano. Rồi, gato máy, con này chắc cũng 3.8 anh em. 1 2 3, 3.5, 3.8 anh em. Gato máy 3.8 nha. Mã số 16, con này bán cho anh em giá 350 nha anh em. 350, mã số 16. 350. 16 giá 350. Tiếp theo mã 17 cho anh em. Để em giờ camera lên tí nha anh em. Đó, rồi mã 17 lên cho anh em. Con này là con full kim loại anh em ơi. Full kim loại. Cái cối này nó bị muối ăn rất là nặng nha anh em. Em đã đánh ra rồi nè. Đã đánh banh cái lớp muối ha. Ra cái lớp kim loại trong nè. Đó. Tại vì cái này nó xấu quá bắt buộc phải làm ở dưới rồi anh em. Cái cối trên thì còn ok. Ở dưới này nó hơi bị muối ăn tí. Cái dòng Daiwa này là cái dòng Daiwa Spotlight anh em. Daiwa dòng Daiwa Spotlight á. Con này thông số của nó là size nó 10.000 đây anh em. Đây qua Sikoi NC đây. Size nó 10.000, cước số 10 anh em vô 170 nè, 175, cước số 8 anh em vô 215. Cước số 7 là anh em sẽ vô được 255m. Đó, size máy tương đương 10.000 cho anh em, dòng đây qua nha. Mô pin đây anh em. Nguyên sóng lưới gà siêu tốt, con máy này anh em cứ yên tâm, hoạt động rất là ok. Hoạt động rất là ok. Anh em nghe tiếng kêu đó, rất là giòn luôn. Ta quay gặp anh em. Đó. Chốt chặn tốt. Lăn cước đây anh em. Lăn cước khá là ok ha. Ở đây nó bị muối ăn nè anh em. Lăn cước còn sáng đẹp. Lăn cước ok không sao. Ta quay anh em thay đổi trái phải được. Máy mất bên tem nha anh em. Máy mất bên tem bên đây. Size máy 10.000, con này về anh em bút cái to ok. Dòng đai qua da băng nè. Ta quay anh em thay đổi trái phải được nha. Ta quay gặp lại cho anh em đây. Ta quay kim loại, con máy này full kim loại nè. Máy full kim loại. Gato của máy anh em, này tầm 4.7 á. 1 2 3 4 4.5 4.7 anh em. Dòng này em bán cũng khá là nhiều à. Gato máy 4.7, máy size 10.000, hoạt động im mượt ngon lành. Chế độ 2 chiều đây.
ngon lành cho anh em. 350.000, con này mã số là mã số 17. 17 giá 350.000 cho anh em con này. Cái này anh em nếu mà muốn ok hơn nữa, anh em về anh em lấy cái nhám hoặc là cái máy mài nhẵn á, anh em mài cái này nó vô hết, vô xét hết. Rồi, 300.000, bổ 350.000 con mã 17. 350.000. 18. 18 là lên cho anh em con này một con đai hoa anh em. Con này con đai hoa Taiwan nha. Con đai hoa này là con đai hoa GS 2000 anh em. Đây qua GS 2000, đó, đây qua Spot mắt đây, GS 2000. Cước số 7 170m, cước số 6 200, cước số 5 250. Qua đây cái thông số JBE này anh em. JBE bên đây là JBE. Cước số 5 150, cước số 4 200, cước số 3 là 208. Đó. Thì con này size máy 7000 cho anh em. Hoạt động rất là ngon lành cho anh em đây. Size máy 7000, dòng đây qua anh em. Jack lăn cước là lăn cước đá sứ cho anh em nha, lăn cước đá sứ cho anh em. Đó, carbon cho anh em nè. Carbon. Chế độ 2 chiều cho anh em. 1 chiều chốt chặn. Xe máy 7000. Hoạt động ngon lành anh em. Gia tô máy đây. 1 2 3 4. Rồi, ga tô máy 4 chấm anh em, vừa chơi ha. Ga tô máy này anh em đi câu cá hơi lớn lớn xíu là vừa chơi cho anh em nè. Rồi, ngoại hình con này cái tem nhỏ xíu này anh em. Cái tem nhỏ xíu này nó bị mất bên đây nha. Đó, ngoại hình nói chung cũng còn khá là được thôi nè. Xem kỹ ngoại hình giúp em nha. Núm tao quay núm gỗ cho anh em đây. Tao quay gặp. Tao quay gặp nha nè. Anh em đợi xíu em vô miếng dầu này cái cho cái này nó bật vô, tự động bật vô ha, để em tí nha nè. Rồi. Cái này là chích miếng dầu vô nè, chích miếng dầu rất là so là ok. Đó. Rồi ok, xe máy 7000 anh em. Con này mã số 18, máy hoạt động ngon lành. Đây qua. Con này bán cho anh em giá 300.000, mã 18. Giá 300.000 nè. 18 300.000. Tiếp theo 19. Tiếp tục con đai hoa anh em. Con này tổ chẽn luôn. Chất liệu là carbon đây. Đó, máy chạy 2 bạc đạn. Con đai hoa Long Sport GS 5000. Long carbon. Con này hàng đai hoa Taiwan cho anh em. Đai hoa lăn cước đá sứ. Rồi, thân cối là một carbon cho anh em nha. Long carbon. Con này thông số đây, cước số 12 anh em sử dụng 170m nha, cước số 8, cước số 10 anh em vô 200. Cước số 8 anh em vô 250, cước số 7 là anh em vô 300, con này xe máy tương đương 12.000 cho anh em. Máy hoạt động ngon lành cho anh em nha, rất là nhẹ mượt. Chốt chặn. Dạ. Chế độ 2 chiều cho anh em. Nói chung máy quay rất là ngon anh em. Rất là nhẹ mượt cho anh em luôn. Ta quay gặp. Ta quay anh em thay đổi trái phải được nha. Xe máy 12.000. Mobin đây nè. Rồi, để em đôi cái gato máy này cho anh em. Gato máy cũng tầm 4 chấm mấy. 1 2 3. Gato máy 3.3 anh em ơi. Gato 3.3 nha. Cái này anh em bắt cá bự anh em dìu. Nó đậm con cá hơn nha. Gato cao quá anh em lôi nó vô, ví dụ như anh em lôi quá chớn nó sóc cá, nó dễ bị đứt nhợ rồi. Con này anh em lôi nó đậm tì 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 hoài. Dính mấy cá bự nó dễ ăn hơn ha. 2 3. Gato 3.3 anh em. 3.3 3.4 ạ. Rồi, ngoại hình máy đây anh em còn khá là được ha. Xem kỹ ngoại hình giúp em nha. Đây, đây qua đây.
Rồi, con này mã số 19 anh em, giá 450.000 cho anh em. 450 mã số 19. Giá 450.000. Rồi tiếp theo mã số 20. Rồi, 20 lên cho anh em, con này là một con Daiwa anh em. Con Daiwa này là con Daiwa SS 5000 nha. Đó, Daiwa SS 5000. Máy full kim loại cho anh em. Đó, dòng là dòng Nhật anh em, máy này máy Nhật ha. Mua sống với gà tốt cho anh em đây. Gà tốt, lăn cước được sáng đẹp cho anh em hết nha. Rồi. Máy full kim loại cho anh em. Phía trong nhông là nhông đồng nha anh em. Cái này ta gọi là nồi đồng có đá đó. Phía trong là nhông bằng đồng hết. Cối kim loại rất là dày, cốt rất là to cho anh em nè. Rồi con này thông số của nó nha anh em. Cước số 10 anh em vô 190m, cước số 4, cước số 8 là như 240. Con này xe máy tương đương 11.000 cho anh em á. Máy quay rất là ok. Nhẹ mượt cho anh em. Chốt chặt. Ta quay gặp cho anh em, núm ta quay núm gỗ. Anh em thay đổi ta quay trái phải được nha. Đó. Anh em thay đổi ta quay thì anh em dặn con ốc này, anh em thảy qua đây, dặn thay lấy cái ta quay thảy qua đây. Rồi ok, nắp này nắp chụp nha anh em, bảo vệ cho anh em. Đó. Đây qua SS nha anh em. Xe máy 11.000, có chế độ tắt tiếng kêu cho anh em nè. Nè, anh em bật qua tắt tiếng kêu nha. Đó. Anh em bật tiếng kêu bật lại đây. Đó, rất là ok ha, tắt tiếng kêu nè, bật tiếng kêu nè. Chế độ hai chiều cho anh em. Cái này là cái đồ đun cối trong nha nè. Đó, cái đun cối của nó nha. Đây, phía trong đây. Đây, anh em muốn ít dây lại thì anh em chụp cái đun cối này vô. Đó, cho ít dây lại nha nè. Rồi, con này mã số là mã số 20 nè. Mã số 20. Con này để giá cho anh em 700 nha. 700.000 anh em. Mã 20, giá 700. Tiếp theo mã 21 cho anh em đây. Mã 21 là lên cho anh em, con này là một con máy của hãng Ryobi nha. Con này máy tay phải cho anh em. Hàng da băng cho anh em. Đó. Con này là con Trimaster anh em. Con Trimaster nha, Gato máy 4.6 nè. Ryobi Trimaster 50. Đó. Gato máy 4.6, con máy này quay tay phải cho anh em đây. Khá là ok ha. Ok, ngon lành, quay rất là ngon cho anh em. Gạt xả cước, xả gân rồi đây. Cái dây PE này là cái dây PE nó còn ở trong là khoảng dây số. Cái này dây tầm 0.40, 0.45 anh em, chỉ tầm 6.7 chấm. Ok ha. Đây, ra cước rồi đây nè. Dây này nó về anh em câu được luôn, dây còn mới. Cái này là hai chiều đây, bật lên một chiều chút chặn. Rồi, ok cho anh em ha. Ngoại hình đẹp lắm anh em, hình còn đẹp nha. Con này mã số là mã số 21, 250.000. 250.000 anh em, 21 250.000 cho anh em. Máy tay phải hàng da băng Ryobi. 21 giá 250.000. Tiếp theo mã 22. Rồi, lên cho em con này con Viking nha anh em. Đó, anh em nghe tiếng là anh em biết Viking này ha. Anh em nào mà chơi cái dòng Viking này rồi anh em nghe tiếng là anh em biết cái Viking này nè. Sorry nè. Viking. Con này là con Daiwa Viking GS 70. Đó. Con này thì anh em thay đổi ta quay trái phải được nha. Nè, ví dụ đây đang tay phải nè. Đó, anh em nếu mà muốn thay tay trái anh em gắn con ốc này qua đây nha. Đó, gắn này quay, gắn con ốc lùng này qua đây là anh em sẽ thay đổi tay trái được.
chốt chặn đồ đây nè. Hai chiều đây đó, một chiều chốt chặn đây, tắt tiếng kêu đây, máy quay rất là nhẹ mượt cho anh em nha. Rồi cái dòng này là thông số đây anh em, cước số 3 400, cước số 4 là 300, cước số 5 là 240, cước số 6 là 200m, cước số 8 là 150m. Đó, dòng đây qua anh em, hàng nội địa Nhật cho anh em nha, máy full kim loại cho anh em. Quay rất là nhẹ mượt cho anh em nha. Rồi, con này mã số 22 nè. Mã 22. 22 này bán cho anh em con này giá 350 nha anh em. 350.000, mã 22. 350, mã 22. 22 giá 350.000. Rồi, tiếp theo mã 23. 23 là lên cho anh em con này là một con Shimano anh em, Shimano da băng. Cái này anh em ghi cái ký hiệu trên đây nè, cước số 4 vô 200m quá. Đây, có người ghi nè, cước số 4 200m vậy nè. Đó. Con này là con máy máy đo dây nha anh em, máy có đồng hồ đo dây nhưng mà cái này hết pin nè. Đó anh em về anh em nếu mà có xài đo dây thì anh em gắn pin vô em xài nha. Cái hết pin nè anh em. Con Shimano Digitana SLS. Đó. Máy quay tay phải nha anh em. Hàng rồ đúp ếp da băng. Đó, cứ ghi là số 4 200m nè. Anh em xài bên rất có tâm ha. Còn hãng Shimano tay phải, máy quay rất là nhẹ mượt cho anh em đây. Ra trước ra dây rồi đây anh em. Quay hoàn hình cũng rất là đẹp luôn. Máy quay rất là nhẹ mượt, nấm tay quay nấm gỗ cho anh em đây. Xả gần xả trước cho anh em đây. Đó. Hai chiều cho anh em đây. Đó, hai chiều cho anh em. Một chiều. Hết pin đồng hồ vậy nè. Rồi, con máy này mã số là mã số 23. 23 con này để cho anh em giá là 250 nè. 250 nha. 23 giá 250. Rồi, tiếp theo mã 24. 24 lên cho anh em con này là một con Daiwa nè. 300W. Super Thanh Sensor Made in Thái Lan anh em, cước số 4 anh em vô 270, cước số 5 anh em vô 200. Đó. Con này có đồng hồ đo dây cho anh em đây, đồng hồ còn ok ha. Xả gần xả cước rồi đây. Đó, nó sẽ đo dây cho anh em xả tới đâu là nó sẽ đo dây tới đó. Ví dụ như đi vô đây là để reset lại cái em, cái này nó đo dây còn ok ha. Nói chung cái đồng hồ này còn đo dây ok đó nè. Dòng đây qua Thái Lan. Đó. Rồi con máy này có ABS cho anh em nha. Đây có ABS đây. Máy tay phải nè. Máy tay phải nha. Đè vô rồi tắt đồng hồ đây nè. Đó, anh em nhấn vô là mở đồng hồ lên nha. Đó, xả gần xả cước cho anh em đây. Rồi con máy này mã số 24 nè. 24 con này để cho anh em giá 300 nha. Giá 300 anh em. 24 giá 300.000. 24 giá 300 cho anh em. Rồi tiếp theo mã 25. Để em dỡ camera lên tí nè. Rồi 25 lên cho anh con này là con
SLS tiếp nha anh em, SLS GT7000, LT4000 anh em. Con đi đi Gitana, con Shimano, hàng này hàng giá băng luôn anh em. Đó, con này cũng bị hết pin đồng hồ nha anh em. Hết pin đồng hồ này kìa. Máy cũng quay ok. Cái con này giống con này nè, cái con này thông số bao nhiêu? Cước số 4 là anh em vô 200 nè. Con này 2000, con này 4000 nó gấp đôi. Cái này là cước số 8 anh em vô 200 nha. Đó, con này cước số 8 anh em vô 200 nè. Xả cân xả cước rồi đây. Rất ok ha. Núm ta quay núm gỗ cho anh em nè. Hoạt hình máy cũng còn rất là đẹp anh em. Cước số 8 anh em vô 200m á. Hàng Shimano, hàng da băng cho anh em. Chế độ 2 chiều cho anh em đây. Rồi ok. Con máy này mã số là mã số 25 anh em. 25. Con này bán cho anh em giá 300 nha. Giá 300 anh em, mã 25. Máy này anh em đi đây quýnh cá bự rồi ha. Anh em đi mà quýnh anh em muốn đo cái chiều sâu của nó tầm bao nhiêu mét cho đi em thả ổ gì đó. Anh em lấy cái con máy này anh em quýnh. Ok, quay rất là ngon. Này bị diễn biết. Mã số 25 giá 300 anh em. 25 giá 300. Tiếp theo mã 26 anh em. 26 lên cho anh em, con này là một con đồng hồ cơ nè. Con này cũng là một con Shimano luôn nha. Shimano, hàng da băng luôn. Con này cái tên máy của nó là Shimano Tana Togo anh em, Tana Togo nha, cũng 5000 luôn. Cái này titanium carbon titanium gì nè. Để mình coi cái thông số của nó đây. Cước số 8 anh em vô 380 nha, cước số 10 anh em vô 300m, cước số 12 anh em vô 220m. Đó, con máy vô dây rất là nhiều cho anh em luôn. Máy cũng máy quay tay phải cho anh em nha. Núm ta quay cũng là núm gỗ cho anh em nè. Đó, này anh em đo dây cơ đồng hồ cơ nha. Anh em quay nè, anh em đo dây nè. Đó, nó sẽ bật, anh em quay nó sẽ đồng hồ cơ sẽ tự đếm cho anh em. Đó. Nếu mà anh em muốn reset lại anh em bấm nút này reset lại 00 nha. Máy quay ngon lành. Đó, cái này là cái đồ đo dây của anh em nè. Nó chạy đi tới đo dây cho anh em nè. Đó. Bật xuống là sẽ đo dây cho anh em. Anh em không muốn đo dây thì bật lên. Rồi, máy quay nhẹ một anh em. Xả dây, xả cân xả cước rồi đây. Đó. Rồi, máy to anh em, máy để dành anh em quýnh sâu ha. Máy này vô rất là nhiều dây. Con máy này mã số là mã số 26 anh em. Mã số 26 nha. Con này để cho anh em giá 350 nha anh em. 350. Mã số 6 giá 350 nha. Mã số 6 350 nha. Tiếp theo mã số 7 cho anh em. Mã số 27 anh em. Con đó là mã số 26 nha. Tiếp theo mã 27. Lên cho anh em con này là một con này con Daiwa, đây con Daiwa anh em, con Daiwa Tournament nha. Daiwa Tournament. Thì con này Daiwa SS Hunter 70. Con này cước số 10 anh em vô 300 đây, cước số 10 cứ số 12 anh em vô 300, cứ số 10 anh em vô 400, cứ số 8 anh em vô 450 nha. Đó. Hàng này hàng nội địa Nhật cho anh em. Dòng này rất là đỉnh luôn anh em, dòng này rất là đỉnh luôn, đúng tao quay đúng gỗ nè. Con này cũng có đồng hồ nha anh em, nó cũng bị hết pin nè. Anh em tháo này ra anh em thay pin đồng hồ vô. Máy còn khá là đẹp. Rất là đẹp cho anh em luôn. Con này nó bị mất cái hiệu cái tem gì đây nè. Tổng thể rất là đẹp. Đây qua tournament. Xả gân xả cước đây. Hai chiều đây. Rồi. Con này mã số là mã số 27. Con này bán cho anh em giá 400.000 nha. 400.000 của mã 27 này. Rồi kết thúc clip hôm nay nè, tổng cộng là 27 mã số nha anh em. 27 mã số. Đó, thì anh em mua mã số nào anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số này của em nha. Đồ câu Phi Nguyễn. Zalo cộng số điện thoại 0779643430 anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip sau nha anh em. Bye bye anh em.